Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình truyền hình thời đại số của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, vào những thời điểm cận Tết như thế này thì nhu cầu mua sắm các thiết bị giải trí của người dân cũng tăng cao, và đặc biệt là nhiều hộ gia đình ở thủ đô cũng đã bắt đầu tìm mua đầu DVB-T2 để sẵn sàng chuẩn bị cho sắp tới Hà Nội sẽ tắt sóng hoàn toàn các kênh truyền hình analog. Và với nhu cầu tăng cao của người dân như vậy nên là hiện nay trên thị trường cũng đã xuất hiện khá nhiều những chiếc đầu thu DVB-T2 lậu, thậm chí là còn có cả đầu thu DVB-T2 làm giả của các thương hiệu chính hãng, gây khó khăn cho người tiêu dùng không biết phân biệt đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Và đây cũng chính là nội dung chính mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình truyền hình thời đại số tuần này, với hy vọng rằng sẽ giúp quý vị và các bạn có thể phân biệt và tránh mua phải hàng giả kém chất lượng. Đây là hai mẫu đầu thu DVB-T2. Nhìn bên ngoài trông khá giống nhau, nhưng thực chất đây mới là đầu thu DVB-T2 chính hãng do công ty VTC Dịch vụ Truyền hình số, VTC Digital phân phối. Còn đây là mẫu đầu đã bị làm giả. Không chỉ bị làm giả từ vỏ hộp, mà mẫu thiết bị đầu thu ở bên trong cũng gần như bị nhái toàn bộ. Điều khác biệt dễ thấy nhất và cũng dễ gây lầm tưởng nhất cho khách hàng, đó là đầu thu nhái lại ghi mã sản phẩm là VTC T202. Kèm theo việc bổ sung thêm một số phím chức năng. Điều này khiến khách hàng và ngay cả các đại lý cũng dễ nhầm lẫn đây là mẫu đầu thu thế hệ mới của VTC. Trong khi đó, cho đến thời điểm hiện tại, VTC Digital chỉ mới ra thị trường mẫu VTC T201, còn mẫu VTC T202 đã được VTC thực hiện đăng ký nhãn hiệu và công bố hợp quy với cơ quan nhà nước, nhưng chưa bán sản phẩm này ra thị trường. Để ngăn chặn tình trạng này, VTC Digital đã gửi công văn đề nghị các đại lý hợp tác không bán sản phẩm đầu thu VTC T202 nhãi nhãn hiệu của VTC, đồng thời đề nghị các đại lý phối hợp cung cấp thông tin khi phát hiện hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu của VTC. VTC Digital cũng cho biết hiện họ đã làm việc với cơ quan chức năng để xử lý hành vi làm giả hàng hóa theo quy định của pháp luật. Để giúp quý vị và các bạn có thể phân biệt được đầu DVB-T2 thật và giả trên thị trường, thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Thùy Hương trò chuyện với anh Lê Hoàng Anh, là đại diện của phòng kỹ thuật công ty VTC Digital. Xin chào anh ạ. Thưa anh, là VTC Digital đã phát hiện ra các đầu DVB-T2 của mình bị làm giả, làm nhái trên thị trường từ khi nào? Và những đầu giả này được bán ở khu vực nào ạ? Như tôi được biết, là VTC Digital phát hiện từ tháng 11, tại khu vực Bắc Giang, Bắc Ninh và các một số khu vực khác. Nhìn từ thiết kế bên ngoài thì chúng ta có thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả bằng mắt thường không ạ? Thì trên tay tôi đang có hai nhãn hiệu của VTC, một hàng thật, hai hàng giả. Hiện tại bây giờ cái thứ nhất là VTC Digital đang đưa ra thị trường nó có một loại đầu set-top box, đầu VTC T201 chính hãng đưa ra thị trường để thu T2. Thì trên tay tôi cầm đây là đầu chính hãng. Còn hàng giả thì trên tay tôi cầm đây là đầu VTC T202. Đến hàng giả. Nếu như mà hàng thật thì bà con có thể nhìn cái về cái vỏ hộp, là từ cái market đến màu, độ in đều là sắc nét. Còn hàng giả thì bà con nhìn từ market rồi là màu, chữ in nó sẽ là nhòe, nó không sắc nét. Trong cái đầu VTC Digital chính hãng thì chúng tôi sẽ có được cái phiếu bảo hành mà bà con có thể khi mua là có thể là được ra xem hai sự phân biệt khác nhau. Trong phiếu bảo hành này thì là VTC Digital thứ nhất là đã có được cái series tem của cái đầu thu. Cái thứ hai là đã có bảo hành 12 tháng đầu giả của VTC Digital thì sẽ không có được cái tem series của đầu thu và cũng không có được cái bảo hành 12 tháng, thì bà con phân biệt rất dễ. Đây là đầu hàng chính hãng của VTC Digital. Còn đây là hàng giả. Thì bà con có thể nhìn thấy được, nếu như đầu chính hãng của VTC Digital thì bà con nhìn thấy nó sẽ bé hơn. VTC Digital chính hãng thì tem nhìn rất là sắc nét. Còn với hàng giả nhìn nó sẽ mờ, kể cả từ nhìn là cái hợp quy hợp chuẩn nhân đến là cái biểu tượng số hóa. Với đầu giả thì nó thêm một số các quyền chức năng để đánh lừa bà con thì không biết. Nó tung ra thị trường, nó bảo VTC Digital sản xuất ra đầu T202 là thế hệ thứ hai, nhưng thực chất là VTC Digital là mới chỉ ra cái đầu VTC T201, chưa ra cái đầu VTC T202. Hoặc mà bà con có thể nhìn cái mặt đằng sau
Đối với đầu thật, cái dòng chữ mà nơi sản xuất, xuất xứ, bọn tôi sẽ ghi ở trên này. Còn đâu là hàng giả, thì ghi bên dưới này. Và hàng giả họ thêm được cái vấn đề là đường ra component để đánh lừa khán giả. Và còn không biết, cứ tưởng là đầu thu thế hệ mới của VTC Digital. Nếu như VTC Digital bị làm giả từ vỏ hộp đến mẫu đầu thu, thì sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xuất nhập khẩu LTP Việt Nam lại bị nhái vỏ hộp của mẫu đầu thu DVBT2 STB1506. Đại diện công ty cho biết họ phát hiện loại hàng nhái này được bán ở một số đại lý tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Giang. Giá bán cho đại lý của loại đầu thu này rẻ hơn đầu thu chính hãng của LTP từ 50.000 đến 60.000 đồng một bộ. Do đó, nhiều đại lý không biết đó là hàng nhái mà nghĩ là mẫu hàng mới của LTP nên vẫn nhập. Điều này cũng gây khó khăn cho người tiêu dùng khi muốn mua đầu DVBT2 chính hãng. Vào đợt dịp Tết thì cũng có nhu cầu là mua cái đầu thu về để cho các gia đình ở quê dùng. Thì tôi cũng thấy đến cửa hàng thì cũng thấy rất nhiều loại mặt hàng khác nhau. Cũng rất băn khoăn trong việc mà lựa chọn được cái hàng đúng, hàng chính hãng và cái sản phẩm nó dùng chất lượng. Tôi cũng rất băn khoăn để lo lắng khi mà mình phải mua vào những hàng giả, hàng kém chất lượng. So với những tháng trước thì những tháng giáp Tết này doanh thu của mình có thể là bán nhiều hơn. Một ngày có thể 5-7 chiếc. Như bình thường những tháng trước thì có ngày không bán được chiếc nào mà có ngày bán được 1-2 chiếc thôi. Bọn mình sẽ tư vấn cho khách hàng đâu là hàng lậu kém chất lượng và đâu là hàng của hãng. Và có tem, nếu mà hàng là hàng của hãng thì có tem hợp chuẩn. Không chỉ hàng giả, hàng nhái trà trộn vào hàng thật, mà đầu thu DVBT2 lậu cũng xuất hiện nhiều trong dịp cận Tết này. Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, các sản phẩm đầu thu số DVBT2 chưa có đủ 3 loại tem nhãn hàng hóa, gồm dán nhãn hàng hóa, gắn dấu hợp quy và biểu trưng số hóa truyền hình Việt Nam, được coi là hàng nhập lậu, hàng trôi nổi trên thị trường. Nhưng các mẫu đầu thu quý vị và các bạn đang thấy trên màn hình đều không có các tem nhãn theo quy định. Theo các chuyên gia, những đầu DVBT2 lậu này không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nếu người dân mua về sử dụng, gặp sự cố sẽ không được bảo hành, đổi trả như các sản phẩm chính hãng, tín hiệu hình ảnh thu được kém, bị nháy hình, không tương thích với tất cả các định dạng file. Quý vị và các bạn, trên tay Thùy Hương lúc này là hai thiết bị trông bề ngoài khá là tương đồng với nhau, nhưng mà thực tế thì đây chính là chiếc đầu DVBT2 thật, còn đây là sản phẩm đã làm nhái của thương hiệu này. Vậy thì cụ thể sản phẩm này đã bị làm nhái đến đâu thì ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Thùy Hương trò chuyện với anh Lê Văn Thành, là phó giám đốc công ty LTP Việt Nam, một đơn vị đang cung cấp các sản phẩm đầu DVBT2 trên thị trường. Xin chào anh Thành ạ. Chào Thùy Hương, chào quý vị khán giả xem truyền hình. Thưa anh có thể cho Thùy Hương và khán giả truyền hình được biết là thế nào để chúng ta có thể phân biệt được đầu DVBT2 chính hãng với các sản phẩm bị làm giả và những hàng lậu trên thị trường ạ? Đây là sản phẩm hàng chính hãng của LTP Việt Nam. Thì trên vỏ hộp của sản phẩm thì là có logo, biểu tượng số truyền hình, biểu tượng hợp quy và ngoài ra thì có thông tin đầy đủ, rõ ràng và chính xác của nhà nhập khẩu, của nhà máy sản xuất, xuất xứ hàng hóa, có số điện thoại hỗ trợ khách hàng, có website của công ty trên sản phẩm và trên vỏ hộp. Hàng giả thì cũng có số điện thoại hỗ trợ khách hàng nhưng gọi đến thì không ai bắt máy. Và ngoài ra thì hàng giả làm nhái sản phẩm của công ty LTP Việt Nam thì ghi rõ ràng địa chỉ của công ty LTP Việt Nam, ghi cả số điện thoại hỗ trợ khách hàng của LTP Việt Nam. Và cái sản phẩm này thì nhái gần như là tương tự sản phẩm của LTP Việt Nam. Đây, thiết kế đều là biểu tượng số hóa truyền hình, biểu tượng hợp quy, logo đều nằm cùng phía và tương tự như của LTP Việt Nam, chỉ khác mỗi là cái model sản phẩm và cái kiểu dáng sản phẩm. Nhưng về cái sản phẩm bên trong thì khác hoàn toàn. Bên trong sản phẩm thì là của sản phẩm hàng nhái, hàng giả thì không ghi rõ địa chỉ nhà nhập khẩu, nhà sản xuất, không có biểu tượng số hóa truyền hình, biểu tượng hợp quy và không có số điện thoại hỗ trợ khách hàng trên sản phẩm. Sản phẩm này thì có mỗi một biểu tượng là của VTV. Nhưng thực ra là VTV người ta không bán những sản phẩm như này. Đây là một sản phẩm đầu lậu. Trên vỏ hộp không có bất kỳ một cái thông tin nào của đơn vị nhập khẩu. Không có biểu tượng số hóa truyền hình, biểu tượng hợp quy. Chữ trên vỏ hộp toàn là tiếng Anh. Vậy giá cả của các hàng nhái, hàng lậu thì nó có sự chênh lệch như thế nào so với các sản phẩm hàng thật ạ? Giá cả thì sản phẩm hàng giả, hàng nhái thì thường rẻ hơn hàng thật chính hãng.
bởi vì là linh kiện sản xuất hàng giả và hàng nhái thì là từ những sản phẩm linh kiện rẻ tiền, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, và ngoài ra thì những cái mặt hàng này thường là trốn thuế nên là có giá thành rẻ hơn hàng thật chính hãng. Về cái chất lượng thì cái sản phẩm nhập lậu ấy thì nó cũng như thể là cái sản phẩm hàng nhái hàng giả, đều được làm từ những linh kiện rẻ tiền, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và độ an toàn nên cái chất lượng là rất là kém, độ thu sóng thì không tốt bằng hàng chính hãng. Đôi khi là dò kênh thì những khu vực sóng yếu là không ra được kênh, số kênh thu được rất là hạn chế và đôi khi xem bị xước hình. Thưa anh có thể đưa ra lời khuyên cho những người tiêu dùng để tránh mua phải hàng kém chất lượng không ạ? Trước tiên thì nên mua hàng tại những cái cửa hàng đại lý uy tín và thân quen. Thì ngoài ra thì khách hàng nên lưu ý là trên tất cả những cái hàng thật chính hãng đều có biểu tượng số hóa truyền hình, biểu tượng hợp quy, có thông tin rõ ràng và chính xác của nhà nhập khẩu, nhà phân phối. Và ngoài ra thì khách hàng nên gọi điện trực tiếp tới số hỗ trợ khách hàng trên sản phẩm được in trên sản phẩm và vỏ hộp để xác minh lại những cái đại lý ủy quyền bán hàng chính hãng của công ty và được tư vấn hỗ trợ mua hàng. Các đơn vị sản xuất kinh doanh đầu thu DVB-T2 giả, đầu thu lậu, nếu bị phát hiện thì sẽ bị xử phạt như thế nào? Và người tiêu dùng sẽ phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình khi mà mua phải đầu thu giả kém chất lượng? Thì ngay bây giờ, để tìm câu trả lời, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng Thùy Hương trò chuyện với luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp thuộc đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Xin chào luật sư ạ. Vâng, xin chào quý vị khán giả, chào chị Dương. Vâng, thưa luật sư, với những đơn vị làm giả, làm nhái các thương hiệu DVB-T2 thì họ đã vi phạm vào những điều khoản gì và họ đã bị xử phạt, sẽ bị xử phạt như thế nào ạ? Tại điều 3 của Nghị định 185 quy định rằng hàng giả là cái hàng mà không chỉ là cái hàng không có giá trị sử dụng hoặc là không đảm bảo cái tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định pháp luật, mà hàng giả còn hàng là sử dụng cái tên bao bì nhãn mác của thương nhân khác là để vào sản phẩm của mình, đến hàng giả. Vậy cái đầu thu này nếu mà phát hiện ra có nhãn mác bao bì tên của cái cơ sở sản xuất khác mà cái công ty này đem bán dùng cái nhãn mác bao bì chỉ dẫn địa lý là tên của cái công ty khác thì cái hành vi đó là hành vi buôn bán hàng giả, còn cái cơ sở sản xuất sẽ bị xử lý về hành vi sản xuất hàng giả. Hành vi này sẽ bị xử lý căn cứ vào điều 13, điều 14 của Nghị định 185/2013. Cụ thể mức xử phạt thấp nhất là 200.000 đồng, mức xử phạt cao nhất là đến 30 triệu đồng với trường hợp là giá trị hàng giả nó tương đương với hàng thật trị giá 30 triệu đồng. Còn trong trường hợp mà hành vi đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, ví dụ như cái sản phẩm giá trị từ 30 triệu đồng lên thì có thể xem xét xử lý về tội sản xuất buôn bán hàng giả theo quy định tại điều 156 Bộ luật hình sự. Vậy thì còn những đơn vị kinh doanh đầu thu lậu thì sao ạ? Họ sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Hàng lậu là hàng vận chuyển qua biên giới mà không khai báo hải quan, hoặc là hàng cấm xuất khẩu nhập khẩu, hàng không có chứng từ hợp lệ, đấy là hàng lậu. Mà hàng buôn lậu như vậy thì sẽ bị xử phạt hành chính. Còn nếu mà đủ cái lượng truy cứu trách nhiệm hình sự thì có thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định điều 153 của hình sự về tội buôn lậu. Thưa luật sư, người tiêu dùng sẽ phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình khi mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng? Về phía người tiêu dùng thì cũng cần phải cân nhắc, xem xét với những cái trường hợp là mua hàng hóa ở cái cơ sở nào để cho đảm bảo cái điều kiện là hàng, cái chất lượng đảm hàng hóa. Còn theo quy định Bộ luật dân sự thì khi hàng hóa mà bên bán mà giao hàng không đúng chủng loại, chất lượng, mẫu mã, không đảm bảo cái chất lượng theo thỏa thuận thì người dân, người mua có quyền yêu cầu đổi lại hàng hóa. Còn trong trường hợp mà không đổi lại thì có thể tranh chấp khởi kiện ra tòa. Tuy thực tế mỗi cái đầu thu giá trị nó không lớn và thủ tục khởi kiện thì rất là phức tạp kéo dài, nên để người dân mà đi khởi kiện để đòi là bồi thường hoặc đòi là đổi lại cái hàng hóa cái chính hãng là cái câu chuyện rất khó có thể thực hiện trên thực tế. Bởi vậy là trong trường hợp này tôi nghĩ là về phía người dân thì nên cân nhắc lựa chọn cái cơ sở bán hàng làm sao cho đảm bảo cái hàng hóa có chất lượng đúng với hãng sản xuất. Thứ hai nữa là phía cơ quan chức năng, ví dụ như quản lý thị trường, cảnh sát kinh tế là tích cực kiểm tra, phát hiện và xử lý những trường hợp buôn lậu, rồi là buôn bán hàng giả. Hy vọng
vọng rằng 15 phút vừa rồi thì chương trình cũng đã giúp quý vị và các bạn có thể nắm rõ làm thế nào để phân biệt được đâu là đầu tư thật, đâu là đầu tư giả, cũng như là biết cách bảo vệ quyền lợi của bản thân mình khi mà mua phải đầu tư DVBT2 kém chất lượng. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Nếu quý vị và các bạn có ý kiến đóng góp, xin mời quý vị và các bạn hãy gửi về hòm thư truyền hình cửa đại số a@vtc.gov.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.